Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với GS Nhà Bè. Nơi đây là những căn nhà trở thành tác phẩm nghệ thuật sống với không gian sống lý tưởng cho mọi gia đình. Quý anh chị thân mến, là một nơi nghỉ dưỡng trở về sau những giờ làm việc cực nhọc, nơi đây thì quý anh chị có thể thực sự có cảm giác là tự do và thoải mái hòa mình vào thiên nhiên khi anh chị bước chân vào ngôi nhà của mình tại GS Nhà Bè. Và siêu phẩm ngày hôm nay mà bất động sản tiềm năng muốn giới thiệu đến cho quý anh chị là một căn nhà phố được thiết kế là 7x17m, gồm một trệt, hai lầu, xây dựng kiên cố chắc chắn, đường trước nhà rộng 12m, có vỉa hè trồng cây xanh thoáng mát, mang lại một không gian sống trong lành và mát mẻ. Xe hơi có thể đậu trong nhà hoặc đậu dọc theo ngoài đường, vì đối diện không có nhà cho nên là quý anh chị có thể đậu đến từ 1 đến 3 chiếc xe hơi, vô cùng thuận tiện. Và bây giờ thì hãy cùng chúng tôi bước vào bên trong để quan sát căn nhà này nhé. Tầng trệt phía trước là sân rộng có thể trồng cây xanh một bên và một bên là đỗ xe hơi 7 chỗ. Di chuyển vào bên trong, cánh tay phải quý anh chị có thể làm phòng khách, tay trái thiết kế thang máy ôm theo cầu thang. Còn toilet thì mình có thể đặt dưới chân cầu thang hay là phía sau đều được anh chị nhé. Phía bên phải cuối nhà thì chữ L là làm thiết kế phòng bếp và bàn ăn. Và đây là không gian mặt sau, quý anh chị có thể làm chỗ giặt phơi và một toilet nhỏ. Mình cũng có thể làm mái che hoặc khung lắp mái cao lên để làm phòng mặt sau như một số nhà đã làm. Và bây giờ di chuyển lên lầu 1, ở đây thì không gian khá là rộng rãi. Quý anh chị có thể thiết kế thành hai phòng ngủ hoặc là một phòng ngủ lớn. Trước sau đều có ban công, cho nên là dòng gió đối lưu tạo không khí mát mẻ thoáng đãng hơn. Còn ở trên lầu 2 thì thêm hai phòng ngủ nữa. Tổng cộng là có 4 phòng ngủ, tương tự như ở tầng dưới, đẹp và đầy đủ công năng. Tầng trên cao là phòng áp mái, có thể làm thành một phòng sinh hoạt chung, đọc sách, đánh đàn, hay là làm phòng để đón tiếp khách ghé chơi. Mình chỉ cần áp la phông gỗ lên mái là tạo nên một không gian khá rộng và mát mẻ. Sân thượng sau thì cực rộng, quý anh chị có thể làm mái để làm sân phơi giặt giũ hay là trồng cây xanh. Sân thượng trước thì làm phòng để bồn nước nóng lạnh hay là làm một tiểu cảnh ngắm view là rất là đẹp và thú vị. Căn nhà phố tạo nên một không gian sống đầy đủ và các dịch vụ tiện ích đẳng cấp với 3 clubhouse đầy đủ tiện nghi, hồ bơi, tập gym, karaoke, bia, bóng bàn, sông hơi, yoga hay là sauna. Có nhiều công viên chủ đề xuân hạ thu đông, công viên đa giác quan và cảm giác như là quý anh chị đang lạc vào một khu resort GS Metro City 5 sao đẳng cấp nhất Nhà Bè. Và dịch vụ 5 sao an ninh ở đây là bảo vệ an toàn, mở cổng đón khách hàng tự động bằng biển số, xịt côn trùng, chăm sóc cây xanh, phục vụ thường xuyên. Và tổng của khu đô thị này là 350 hecta, có nhiều tiện ích đẳng cấp nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đây cũng là một cơ hội vàng chọn làm nơi ở và đầu tư sinh lợi bền vững nhất hiện nay. Chủ đầu tư GS Việt Nam là thương hiệu bất động sản nổi tiếng nhất Việt Nam, cùng với những thiết kế và cảnh quan số 1 tại Việt Nam. Và hãy liên lạc theo bất động sản tiềm năng theo số điện thoại 0909 477 288 để có thêm thông tin chi tiết. Cảm ơn quý anh chị đã xem qua video và đặt niềm tin vào bất động sản tiềm năng. Anh chị đừng quên like, share và comment vào kênh của tụi em nhé. Chúc quý anh chị ngày mới vui vẻ và nhiều niềm vui.